chúng tôi để đi. Ngủ đi. Ngủ gác kệ. Chào mọi người, chào nội. Dậy xem đám cưới. Một đám cưới ở đâu vậy? À đám cưới. À này đám cưới nam này. Chào mọi người. Chào Dương nhá. À đám hỏi. Ui. Khiếp thật. Gạt. Gạt khiếp lên cổ chú. Chán chê dạ làm ông ui. Đám cưới nam đúng không? Chào tất cả mọi người. Này. Vừa xong chưa sẵn. Qua mới chưa sẵn ông xưa. Chỉ mấy hôm nay. Ra dậy đi ra đi. Ra. Dậy đi cây. Ra bi đi rồi. Đi cà cà. Sẵn không. Đang tập tạ. Tập tạ. Như siêu con. Hello hello hello. Hello mọi người. Hả? Nằm đây đây không có rơi duyên bây giờ. Nhét đi không? Rơi duyên không mong lên được đâu. Chéo dây này. Ổ điện kìa, ổ điện. Thở dài. Không dậy, ổ bán rồi. Hay nằm ngủ tí nữa. Nó nằm dưới đây, tí dậy. Chung có ca nhiều thế. Chung có ca ngủ nhiều. Mình nằm đấy chứ, tí dậy. Giờ dậy chưa thì ăn đâu, chán lắm. Giờ Thanh con ngủ đang mới đang chặt xương thì nó bún. Nó nằm chơi tí nữa. Nôi ở đó luôn này. Nôi Ninh về nôi ở đây. Ninh về nôi ở đây luôn. Sáng đi học. Học xong là về đây chơi với các chú. Nôi ủa không? Bây giờ nhiều sách vở lắm. Anh nhiều sách vở lắm không? Ừ. Qua ngủ mơ gì không? Hả? Bây giờ nôi có 3 sách vở. Nôi có 3 sách vở. Mà tối qua nôi ngủ nôi có mơ gì không? À, có mơ thấy gì không? Có. Mơ thấy gì? Thấy ma. Đâu đừng nên thuyên cái chữ ma. Thấy ma. Hả? Thấy ma chạy, thấy ma chạy. Thấy ma gáy á? Chú gáy ông mà thấy ma gáy thì than thuyên. Ma với cậu. Thấy gì? Ừ. Cái nào? À, Hà Nội. Thấy gì? Để nôi hai chú cháu đang cháu, ông cháu đọc lên duyên này. Ngủ mơ thấy ma ngáy. Rồi ngủ mơ thấy gì không? Để chú nghiên cứu này. Có thấy con em không? Có mơ thấy con em không? Hả? Có mơ thấy dắt con em đi chơi không? Hả? Không. Không à? Cái nôi ngủ mơ thấy nôi ngủ mơ nôi suốt ngày ngủ kim mơ chị cún mơ chị nôi ngủ mơ chị cún á ừ. Cháu đừng điêu đấy không mơ gì nữa cả thân mơ vừa đâu mơ em mơ chị cún nôi mà ngủ thế mơ thế ma ngáy ngủ à mới mơ gì chị cún. Đó. Có mơ thấy chú Tiến không? À có mơ thấy chú Ninh không? Hả? Có. Mơ thấy chú Ninh? Hả? Có mơ thấy chú Ninh không? Có. Có mơ thấy chú Hoàng không? Có. Có mơ thấy chú Tiến không? Có. Thì ông mơ gì mơ nắm thế? Nôi nhớ chú Ninh à? Nôi nhớ chú Ninh không? Hả? À. Nôi. Có nhớ chú Ninh không? Có. Hay về Việt Nam này. Nó có nhớ chú Tiến không?
Ngủ nôi ngủ tỉnh ngủ lắm. Ngủ sớm, hôm qua ngủ sớm. Hôm qua mấy giờ ngủ anh ơi? Con mình mấy giờ ngủ đây? 9 giờ hả? Chú không có cái chứ gì. Chị? Ngủ có kì. Dạ. Giờ mới đang nghe chặt xương. Chặt xương phải luộc xương. Luộc xương phải nấu xương. Là một tiếng mình phải có đồ ăn. Đấy. Nên bây giờ làm chơi. Làm chơi 40 phút nữa. Không phải dậy đánh nhanh vào mặt mới có đồ ăn. Giờ vì giờ phải làm câu giờ. Hôm nay chủ nhật mọi người anh em nghỉ. Thì cũng... Lời ở nhà à? Lời ở nhà dạy cháu rồi. Cháu rồi đi học. Bây giờ mới bây giờ nghe chú. Ừ. Hôm nào đi học dậy sớm. Ở bên này họ đi học họ dậy sớm 6:30 7 giờ nè. 6:30 đi vào học rồi. Ở bên này nôi ở nhà 6 giờ dậy rồi. Hôm nay là chủ nhật là dậy muộn luôn. Bên đấy bây giờ, bên này bây giờ là 7:30. 7:29 bây giờ. Ôi, muốn đá đi đá đi. Không ngủ rồi. Hả? Đi làm tiếng nữa. Đi đá. Đi đá. Đi đá không vào nhá. Ở ngoài chưa có gì đâu. À? Đi đá không vào đây. Đi đá đi xong vào. Chứ ngoài chưa có gì ăn đâu. Hả? Giờ có ma không? Giờ làm gì có ăn sáng này làm gì có ma. Có mà ma ma ở ngoài làm gì có ai. Chào tất cả mọi người. Các gái dậy đi cày các gái. Gái bi đi rồi đi. Mua dầu đi, hôm qua dầu chưa đủ. Vừa bảo anh Thanh bảo đi. Chào mây năng thang. Nôi sợ ma. Nôi biết gì đâu, nôi nói ma vậy. Nhưng có biết con ma là cái gì đâu. Thấy nghe nói có ma thì biết ma. Qua anh Hùng ca đi á. Đây Hùng ca đang tập tạ. Hùng ca đang tập thể dục. Ấy. 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 Ngủ rất ngoan. Ấy. Tập thể dục này. Tập thể dục. Đấy. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3. Hít thở, hít thở, hít thở. Cái này. Quân múa đây. Mình thả lên thuyền đi. Đang đáy chim đi. Đang đáy chim đi. Ừ, thật đấy, đùa luôn. Đang đáy chim đấy. Đang có 6 dọc chào. Ôi dồi, mắt ra mắt mấy dọc, mấy bao người này. 596 người. Thật đấy, năng lai chim đi. Gấu ơi, gấu. Đấy. Râu ơi, nên nằm tí đi, giờ chưa gì ăn đâu ạ. Nhếp bên rồi đi chuột rồi. Hả? Nhếp đi. Tấm tuần á. Tí chú ra cho mua cho đôi giáp mới. Ngoan cái gì cũng có. Tí ra mua cho đôi giáp mới. Đi. Tí đi chơi. Chúng ta đi, chúng ta càng đi nhiều. Phải nào đi. Đi, nằm đi đàng hoàng nè. Nào. Lột, lột, lột đi chăn rồi chú ca ca ra là. Lôi chú ở trong kia, có một nhìn đi xem. Đừng lộn ra nhưng mà chú ở trong kiểm tra cho chú ấy. Chú trong chăn kiểm tra cái là. Cô bị bạn. Nào, vào vị trí. Tôi chú Hùng ca ca kia đây rồi. Hả? Tôi chú Hùng ca ca kia đây rồi, chú không nghe gì à? Chú ngủ chú nghe gì đâu. Nó vẫn nghe đấy. Nghe. Anh đo không? Hả? Ai đây? Nó bảo tôi ngủ chú Hùng ca ca đánh giám. Người ta hát duyên. Phóng để anh gắn. Của chú Ninh cho nuôi cái điện. Chú Ninh giờ chắc đang đi công việc. Ninh giờ này về bận mọi người. Chú Linh bây giờ à? Bây giờ chú Linh đi ăn bún. Đi ăn bún à? Bây giờ 2 giờ chiều, 1-2 giờ chiều ai bún ở đâu mà. Đi ăn bún đói về mấy chú.
À? Mấy chú suốt ngày ở miền Nam khi ngày khi đó nuôi vào mấy